What's your name? What's your name? What's your name, homie? D-A-T-M-A-N-D-I-A-C. Where you from? Where you from? Where you from, homie? Việt Nam, Sài Gòn, G-Fam. Lời mở đầu, người làm nghệ thuật đã hiến máu, kiến giáo, giao bầm tim đấu xương vì chiến đấu. Biết biến tấu, viết luyến dấu, không ngừng chuyên sâu. Tôi đi bằng nguyên câu flow như là xuyên nhau. Âu về nơi bình yên ở đâu? Người ta bị điên vì đâu? Cây con tại sao tự nhiên là cho ra hoa màu nâu? You never know. Đế chế suy tàn, nhạc rap từ đường phố tới đốt giấy trái tim vàng. Đóng vào cái mặt xanh tái mấy thằng con gái khoái phim hàng. Vãi rapper thành hoàng, điếc giá châu như mày dành là tao gác cái chân lên bàn. Chứ tôi ngày càng to, để cho bao nhiêu công lao người ta phải bay như tàn cho. Tao mong được no hôm nay chuyện mai là sao không màng lo. Tao không cần viết mấy bài nhạc để ghẹo gái, cứ việc quẹo trái xe vắng thẳng tay lái. Ngang chờ tân định có nhiều nhà cao tầng đang phải cho thuê lần sang phải. Đây là Trần Quang Khải, khi cuộc sống bên đêm mà ngồi kiếm tiền việc cần trang trải. Nhạc đêm đánh thức linh hồn đang ngủ say, những con thừa phải sống mà không biết tiền gì nào mới đủ đây. Không năm nào mới tết, người ta rủ vào ta chết chừng nào mới hết. Khi ta tìm nhau giữa Sài Gòn, ngày nào đó cũng may mòn, hai đôi dép về trễ ăn vài đòn. Mai lại còn khoe trong đôi mắt chừng xe, quán này chắc còn bán về không còn nghe. Mùa rượu không còn the, trên đường không còn xe. Tôi vẫn ra kiểm tra ADN đi ha, và xem tao quăng bơm xăng cho bay đi mê xin xa. Nghe tao flow lời lấy một cây viết đen ghi ra, thay vì 50 cent tao chỉ đưa mày 25. Nhớ tên tao DATN Maniac, DATMANDIASIAN. Tại sao là có một cái tên bài hát như thế? Vì những người được gọi là con đò nhưng không khác gì côn đồ. Còn những người bị gọi là côn đồ là đang dẫn dắt một người khác cho một con đò. Chúng ta khác nhau một dấu ô, và âm nhạc thì không có gì để che giấu. Qua bao năm mùa đất màu mòn, trái đất rất là tròn, xoay quanh biệt mất và còn nay mai bị vứt vào hòm. Người ta thích tiêu tiền vào nơi xa hoa xong rồi ra, tại sao còn nhấn ga sau khi lái xe tông người ta. Cầm số tiền thật to khoe khoang mong muốn được bài nhạc hay, đời còn đắng hơn chén thuốc dù không uống thì bị phạt ngay. Hết biên bản linh cảm đến báo chí lên truyền thông. Thế bây giờ tôi muốn hỏi một câu, không biết mấy anh có phiền không? Hát về đời về người thì dù nghệ sĩ có chuyển giới, điều gì là đúng với sách viết sai mà không được viết lại quyển mới. Thời gian trôi qua làm nhăn da như ta sẽ không xấu xí, dù cho đôi mắt nhìn vào bóng tối nhưng tâm bên trong đấu trí. Họ sẽ phải học về nhiều thứ từ thằng nhóc, họ sẽ cần khóc để diễn tả nó bằng rap và bằng rock. Tao từng bên chúa và mãi mãi là môn đồ, và chúng ta sẽ mãi được gọi bằng một cái tên là côn đồ trên con đò. Kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò, những tên côn đồ và côn đồ mang lối thoát. Kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò, những tên côn đồ và côn đồ trên con đò. Kìa những tên côn đồ và côn đồ mang lối thoát. Yeah, gửi đến con đường Ray cho anh em C9, gửi đến gốc đa cho anh em ICB, gửi đến chị Family. Choosing one for ever. Forever. Yeah.